10 câu nói mang lại nghị lực cho bất kỳ ai. 1. Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại. 2. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc. 3. Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên. 4. Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng, nó luôn luôn biến động, đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau, nhưng với tất cả những bước thăng trầm trong cuộc sống, bạn lại học được những bài học làm cho bạn mạnh mẽ lên. 5. Khi cuộc sống đặt bạn vào tình thế khó khăn, đừng bao giờ nói tại sao lại là tôi, mà hãy nói tôi sẽ cố gắng. 6. Rất nhiều người sợ nói ra những gì họ muốn, đó là lý do tại sao họ không có được những gì mình muốn. 7. Bạn không thể chặn những con sóng, nhưng bạn có thể học cách làm thế nào để lướt sóng. 8. Một trong những điều tốt nhất trong cuộc sống là nhận ra rằng bạn hoàn toàn hạnh phúc mà không cần đến những thứ mà bạn cứ ảo tưởng là mình buộc phải có. 9. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. 10. Mỗi khi mỗi bước trên con đường mình đã chọn, hãy tự nhủ mình, tiếp tục đi đừng dừng lại. Mỗi bước có thể khó khăn hơn nhưng đừng dừng lại. Viễn cảnh đẹp nhất là lúc ở trên đỉnh.